KD Anime Shop nhiều ưu đãi, hỗ trợ tận răng. Mua hàng ủng hộ tụi mình bằng link shop mình để ở dưới phần mô tả và bình luận của video nha. Nếu theo dõi bộ truyện Thám tử được danh Conan đã lâu, ắt hẳn các bạn đều đã biết được lý do mà chàng thám tử Kuro Shinichi của chúng ta bị teo nhỏ. Một phần do tính tò mò, cộng với một sự sai sót không hề nhỏ của tổ chức áo đen, khiến cho việc mưu sát không thành mà chỉ khiến cho cậu chàng bị teo nhỏ. Đây là điều mà tất cả các fan, kể cả trung thành lâu năm hay là fan mới, fan mùa vụ đều biết. Nhưng có khi nào các bạn thử đào sâu một xíu và tự hỏi rằng diễn biến tâm lý của cậu chàng sau khi bị teo nhỏ có đúng với diễn biến tâm lý của một người bình thường hay không? Và liệu rằng một chàng trai với IQ cao ngất ngưởng như vậy liệu có khác gì với chúng ta khi đối mặt với sự thay đổi không? Nếu các bạn tò mò thì có thể cùng chúng mình tìm hiểu trong video này nhé. Giờ thì kể đi girl! Đầu tiên, để biết một người thường sẽ phản ứng như thế nào trước sự thay đổi, chúng ta cần tìm hiểu một chút về mô hình chu kỳ thay đổi của Kubler-Ross. Thực ra thì ngoài mô hình này, có một số mô hình khác nữa, nhưng chúng mình chọn mô hình này để đưa đến cho các bạn vì nó đơn giản, dễ hiểu và dễ tiếp cận nhất. Theo như mô hình Kubler-Ross, sự thay đổi của chúng ta bao gồm 5 giai đoạn, lần lượt là chối bỏ, phẫn nộ, mặc cả, chán nản và chấp nhận. Khi con người đối mặt với sự thay đổi, tùy thuộc vào tính chất của sự thay đổi cũng như là khả năng của người đó nhận, không nhất thiết là họ sẽ cần phải trải qua cả 5 giai đoạn này. Có những người, những việc, chúng ta có thể tiến thẳng đến giai đoạn 5, là giai đoạn chấp nhận, ví dụ như khi chúng ta làm mất một chiếc bút, vỡ một chiếc ly. Nhưng cũng có những người, những việc làm mà chúng ta bị mắc kẹt lại ở một giai đoạn, ví dụ như là một người mẹ không thể nào chấp nhận được rằng việc con của mình đã mất, hay là một chàng trai luôn cáu gắt, bực bội và không muốn nghe về một sai lầm mà anh ta đã phạm phải trong quá khứ. Và với mỗi giai đoạn, không chỉ được đại diện bằng tên của nó mà còn nhiều hơn thế nữa. Chối bỏ bao gồm sốc, sợ hãi, bối rối, phẫn nộ là thất vọng, kích động, lo lắng, mặc cả là không tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, tìm kiếm sự trợ giúp, trò chuyện với người khác. Chán nản gồm choáng ngợp, bất lực, thù địch, và chấp nhận là tìm kiếm sự lựa chọn, lập kế hoạch mới, tiến về phía trước. Vậy thì trong bộ truyện, điều gì đã diễn ra với cậu chàng thám tử nhí của chúng ta? Liệu rằng những gì mà cậu chàng đã thể hiện có tuân theo trình tự diễn biến tâm lý trên hay là không? Câu trả lời là có. Từng bước chuyển biến tâm lý đều được tác giả thể hiện một cách vô cùng rõ ràng. Song, nếu chúng ta không thật sự để ý thì sẽ khó mà nhận ra, khó mà biết được. Giai đoạn đầu tiên, chối bỏ. Sau khi tỉnh dậy, đồng thời cũng được cảnh sát tìm thấy, một số dấu hiệu rõ ràng không thể chối cãi xuất hiện trên mặt cậu chàng như sau. Một, cô được cảnh sát gọi là cậu bé. Cháu đứng lên được không? Cậu bé? Cậu bé hả? Hai, chính cậu tự nhìn thấy quần áo của mình rộng một cách thùng thình. Ba, cậu dễ dàng bị nhấc bổng và bế lên bởi cảnh sát. Với một người có chỉ số IQ cao ngất ngưởng và khả năng suy luận thiên tài, không lý gì mà cậu chàng thám tử Kuro Shinichi nhà ta lại không nhận ra được điều này cả. Và dù cho một trong những câu nói ưa thích của chàng thám tử tuổi 17 đó là: sau khi loại bỏ tất cả những điều không thể thì thứ còn lại dù khó tin đến đâu cũng sẽ là sự thật, thì có vẻ như anh chàng cũng không thể nào áp dụng được điều đó. Trong suy nghĩ của cậu thì mình vẫn là người lớn, vẫn là học sinh cấp 3, và rằng những câu nói kia là dành cho ai vậy? Cậu bé là đang chỉ ai vậy? Ai? Là học sinh tiểu học cơ? Khi cả đến khi cảnh sát đã đưa cậu về đồn và yêu cầu cậu tường thuật lại câu chuyện, cậu vẫn giữ cách xưng hô, cách nói chuyện như là một người lớn và không thể chấp nhận được rằng mình đã trở thành một cậu nhóc. Đúng hơn là cái tôi trong cậu không cho phép mình làm điều đó. Vì trái ngược với đầu bộ truyện, khi đi cùng Ran, cậu là một chàng thám tử bản lĩnh, kiêu ngạo và luôn luôn thể hiện năng lực của mình để được mọi người chú ý, thì ngay lúc này, những lời cậu nói chỉ nhận lại là sự hoài nghi không hơn không kém. Và dù cho cậu chàng có gào mồm lên rằng tôi không phải là cậu nhóc, tôi là học sinh lớp 11 rồi, thì thứ đáp lại cũng chỉ là những chàng cười từ nhân viên cảnh sát mà thôi. Sự đối lập và trái ngược đó thì ai mà chịu cho được, kể cả là chàng thám tử đại tài của chúng ta. Đỉnh điểm của diễn biến câu chuyện cũng chính là đỉnh điểm của chuyển biến trạng thái tâm lý của Conan. Đó là lúc mà cậu nhìn vào gương và không thể nào chối cãi trước hình ảnh hiện tại của mình. Ngay tại khoảnh khắc này, sốc, sợ hãi và bối rối đồng thời diễn ra nơi tâm lý cậu chàng. Một chàng thám tử không sợ trời, không sợ đất, nay lại có thêm một nỗi sợ mới, đó là bị đưa vào trại trẻ của cảnh sát và phải ba chân bốn cẳng bỏ trốn khỏi nơi này. Giai đoạn thứ hai, phẫn nộ, bao gồm thất vọng, kích động, lo lắng, và có vẻ như Conan đã đều không thể thiếu bất cứ thứ nào trong cả ba điều trên. Đầu tiên là kích động.
Chàng thám tử lừng danh của chúng ta sau khi trốn ra khỏi đồn cảnh sát thì ngay lập tức cosplay Chí Phèo, vừa đi vừa chửi, liên tiếp với những cụm từ khốn khiếp, khỉ thật, chết tiệt. Thứ hai, đó là thất vọng. Trên chặng hành trình đi về nhà, hay đúng hơn là chạy trốn về nhà, cậu chàng lần lượt nhận ra rằng khi là một đứa bé, thể lực của cậu hoàn toàn không đủ để chạy một quãng đường dài và xa đến thế, và rằng chỉ chạy được một chút xíu, cậu đã thở không nổi rồi. Ngoài việc không đủ thể lực ra, cậu chàng còn thiếu luôn cả danh dự và sự chú ý, không còn những lời ngợi ca, không còn những sự tôn trọng. Giờ đây, khi một chiếc xe tải đi qua, tạt nước lên người cậu thì thứ mà cậu nhận được không phải là một lời xin lỗi, không một lời động viên hay là an ủi, mà chỉ đơn thuần là một câu chửi. Đi đứng nhìn vào chứ, rành con. Ngay cả chính cậu chàng, một người mà chỉ trước đó một hôm đang vô cùng tự tin, tràn đầy năng lượng và sự tích cực cũng phải ảo não mà thốt lên rằng, thật thảm hại. Thứ ba là lo lắng. Điều này được thể hiện thông qua việc cậu chàng đã về được đến nhà của mình rồi nhưng lại không thể nào vào được. Lời thoại của cậu toát lên đầy vẻ lo lắng. Tức quá, bây giờ nhà của mình mà còn không vô được nữa chứ. Chúng mình tin chắc rằng đây không phải là điều duy nhất mà chàng thám tử của chúng ta lo ngại, mà ắt hẳn các bạn cũng sẽ hiểu được một phần nào đó. Nỗi lo lắng của một cậu học sinh cấp 3, lắm ước mơ, nhiều hoài bão và còn cả một chặng đường tương lai dài phía trước thì này bỗng chốc hóa thành hư vô. Sao mà không lo lắng cho được kia chứ? Giai đoạn 3, mặc cả, biểu hiện rõ ràng nhất ở đây là mong muốn được trò chuyện, tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài. Cụ thể ở đây là thật tình cờ, thật đúng lúc và cũng vừa ý biết bao nhiêu khi mà bác tiến sĩ lại xuất hiện. Có thể nói đây là cứu cánh, là người cho cậu động lực sau tất thảy những gì đã dồn dập diễn ra. Và chúng mình tin chắc rằng việc được trò chuyện với bác tiến sĩ cũng như được thể hiện tài năng suy luận của mình đã khiến cho Conan lấy lại sự tự tin rất rất nhiều. Sau khi trò chuyện, điều tiếp theo mà cậu làm đó là liên tục đòi hỏi sự trợ giúp từ bác tiến sĩ. Cụ thể đó là liên tục hỏi có cách nào, phương pháp nào, công cụ máy móc hay thần dược nào để có thể đưa kích thước cơ thể cậu lại như cũ không. Nhưng có vẻ như mọi nỗ lực cầu viện sự trợ giúp từ bên ngoài của cậu đều vô dụng khi mà bác tiến sĩ trả lời là không đủ khả năng. Và đó không phải là sự cầu viện bên ngoài duy nhất, cậu chàng cố gắng tìm kiếm giải pháp thông qua việc nhờ sự trợ giúp từ văn phòng thám tử của bố vợ. Nhưng có vẻ như đến thời điểm hiện tại, nó cũng không được thành công cho lắm, có vẻ như nước đi trong tình huống nguy cấp này của hai bác cháu chưa được sáng suốt cho lắm. Giai đoạn 4, chán nản. Một giây phút yếu lòng khi mà cậu chàng đã suýt nữa thì thú nhận hết với Ran về tất cả. Mặc dù trong chuyện nó chỉ dừng lại ở tiếng gọi Ran, nhưng chúng mình tin chắc rằng nếu như không có sự vô tình cứu nguy từ ông bác giàu kém, chắc chắn Conan đã không kiềm lòng được mà nói ra hết rồi. Chính việc ông bác thám tử già lao như bay ra khỏi văn phòng thám tử để tìm kiếm kẻ bắt cóc áo đen đã vô tình cắt đứt mạch suy nghĩ này của cậu, kéo cậu chàng về với thực tại để từ đó nhắc nhở và khẳng định lại mục tiêu của chàng thám tử nhí cần phải hoàn thành. Giai đoạn 5, chấp nhận. Nó được thể hiện bằng tìm kiếm sự lựa chọn, lập kế hoạch mới. Ở đây được thể hiện bằng cách tiến về phía trước. Khi nghe được thông tin về tổ chức áo đen, chàng thám tử nhí ngay lập tức phi lên xe cùng ông bác để tìm kiếm thủ phạm cũng như là manh mối về tổ chức kia. Vậy thì tổng kết lại, thì chuyển biến về mặt tâm lý của cậu chàng thám tử chúng ta là tuân theo đúng nguyên tắc về tâm lý học. Tuy nhiên, có vẻ như việc gói gọn trong một chương truyện khởi đầu đã làm cho diễn biến tâm lý diễn ra hơi nhanh khi mà mỗi giai đoạn chỉ có vài khung tranh để mô tả. Điều này hoàn toàn đối lập với độ dài đồ sộ của bộ truyện. Xong, cũng chính điều đó tạo nên nhịp độ nhanh và cuốn hút cho những người mới lần đầu tìm đọc. Nếu như các bạn muốn hiểu rõ hơn về điều này, có thể tìm đọc lại chương truyện đầu tiên để có thêm một cái nhìn khác, một góc nhìn mới và thú vị hơn nhé. Còn bây giờ, nhớ đăng ký kênh và ấn quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi KD có video mới. Đây là kênh KD Anime. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!